Đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh. Đền Bà Chúa Kho, tương truyền bà là người phụ nữ nhan sắc, lại khéo tổ chức sản xuất, tích lũy lương thực, trông nom kho tàng quốc gia trong và sau chiến thắng Như Nguyệt 1076 do Lý Thường Kiệt lãnh đạo. Bà còn có công chiêu dân lập ấp ở các vùng Quả Cam, Cô Mễ, Thượng Đồng, giúp người dân khai khẩn đất đai, nông nghiệp, nông thôn. Sau này bà trở thành hoàng hậu dưới triều Lý, giúp nhà vua trong việc kinh bang đất nước, gìn giữ kho lương. Bà bị giặc sát hại trong lúc phát lương cứu đỡ dân làng. Cảm kích tấm lòng bao dung của bà, nhà vua đã phong bà là Phúc Thần. Nhân dân Cô Mễ nhớ ơn và lập đền Bà Chúa Kho tại vị trí kho lương cũ trên núi Kho. Hàng năm, tuy 14 tháng Giêng là ngày chính của lễ hội đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh, nhưng ngay từ những ngày đầu năm mới, kéo dài đến cả tháng Giêng, qua thời khắc giao thừa, dòng người đã đổ về đây nườm nượp. Có người cầu an, cầu lộc, nhưng đa phần đến để vay vốn Bà Chúa Kho, mong cho một năm vốn liếng dồi dào, làm ăn phát đạt. Nghi thức vay vốn cũng rất rõ ràng. Người ta ghi trong sớ là vay bao nhiêu, làm gì, bao lâu sẽ trả. Thậm chí có người còn hứa là vay 1 trả 3, trả 10. Với quan niệm đã vay thì phải trả, nên dù có làm ăn tốt hay không, người ta vẫn giữ đúng lời hứa, tức là tạ lễ cuối năm ở đền Bà Chúa Kho. Về tín ngưỡng thờ Bà Chúa Kho, trong hệ thống thần linh của tín ngưỡng người Việt thì hình tượng Bà Chúa Kho rất độc đáo. Bà vừa là một nhân vật huyền thoại, lại vừa là một nhân vật lịch sử. Việc suy tôn bà có sự hội tụ của truyền thống sùng bái nữ thần và sự tôn vinh người anh hùng có công khai phá đất đai, gây dựng cộng đồng, hy sinh tính mạng để bảo vệ đất nước. Ở nước ta có 3 Bà Chúa Kho được phong Phúc Thần, đó là Bà Chúa Kho ở Nam Định, Bà Chúa Kho ở Giảng Võ và nổi tiếng nhất là Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh. Do có tiếng thiêng lâu đời nên yếu tố tâm linh và sự phong phú về đồ lễ ở đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh thì hiếm có ngôi đền nào trên cả nước sánh được. Mặc dù tiền vay, tiền trả đều chỉ là vàng mã, tức là chỉ mang tính ước lệ, nhưng giá của những thứ đó có thể lên đến hàng triệu tiền thật, bởi người ta quan niệm rằng đồ lễ hậu hĩnh vừa để làm đẹp lòng thần thánh, vừa kỳ vọng trong việc làm ăn sinh lợi nhuận tương xứng với mức chi phí bỏ ra. Hành động vay trả thể hiện cảm quan duy tâm vốn phổ biến trong giới kinh doanh của người Việt và Á Đông. Việc đi lễ Bà Chúa Kho mang đến cho họ một tâm thế tự tin để khởi sự công việc trong năm và sẽ có thần linh phù trợ. Mặt khác, nguyên tắc vay thì có trả được những người đi lễ ý thức như một cam kết tâm linh, khiến họ không ngừng cố gắng vươn lên để giữ chữ tín với bà. Với ý niệm này, tâm linh và thế tục đã có sự hòa quyện. Oh.
trong